Hôm nay mình sẽ test cho các bạn đôi loa Canton CT1000. Đây là một cái đôi loa mà trong video hôm trước mình giới thiệu rất là kỹ rồi. Một đôi loa rất là khủng long đến từ Đức. Thiết kế thùng gỗ ốc chó rất là đẹp, vân gỗ sáng bóng, rất sang trọng. Thì cái Canton CT1000 này là cái dòng loa mà nó sở hữu thiết kế 3 đường tiếng và bát khủng nhất trong dòng Canton. Bát đến 40 nha các bạn. Để mình tháo lưới ra coi. Thì loa Canton cũng là dòng loa rất là dễ chơi trong những họ dòng loa Đức. Đức thì rất là nhiều thương hiệu loa nổi tiếng, trong đó có Alex và Canton. Thì Canton nó bình dân hơn, dễ chơi hơn và thiết kế nó thường khủng hơn dòng Alex. Cặp này thì nó sở hữu là bát 30 gân cao su, trép đôm, mít giấy, gân cao su luôn. Các bạn nhìn thấy mỗi cái loa đều nó có logo Canton nó in lên, nó in nổi, nó khắc chìm trong phải in nổi. Ốc vít là lục giác hết. Thùng đẹp xuất sắc nha các bạn. Thùng đẹp xuất sắc. Cặp này thì nó được sản xuất vào những năm 90. Rất là nặng, nặng khoảng 30 kg mỗi loa. Canton CT1000 160W trên mỗi loa, tần số dao động từ 20 đến 30 ngàn hertz, sản xuất tại West Germany. Đó. Made in the Federal Republic of Germany. Đó, là sản xuất tại Tây Đức. Cộng 4 ohm. Còn cái trở kháng mà dao động là 4 đến 8 ohm. Cũng rất là dễ chơi. Con này thì số series 033474. Để mình coi bên kia. Mình nhớ là giống gần kề hay sao đó. Các bạn lưu ý là những dòng loa gỗ lạng thì nó thường có vân gỗ nó sẽ không thể nào giống với nhau nha. Cái này là 033475, cái kia 033474. Liên kề luôn. Đây là liên kề nha các bạn, nên lưu ý cho mình là gỗ nó sẽ không có thể nào màu nó giống, cái vân nó giống y nhau được, gỗ lạng mà. Thì nhiều bạn có hay hỏi mình là tại sao nhìn cái vân bên này nó hơi đậm hơn bên kia một chút, thì mình nói là vậy. Gỗ thì nó có gỗ già và gỗ non, thì chúng ta thấy là cái vân gỗ nó nhiều hơn, nó ít hơn cũng là chuyện bình thường nha. Loa nhưng mà nhìn chung cái loa này khá là đều màu, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test đôi loa Canton CT1000 và cái mức giá mình bán ra là 21 triệu. Và đặc biệt mình sẽ khuyến mãi khủng cho các bạn 3 đĩa CD để các bạn tùy chọn, có thể lấy cái nào thì nhắn cho mình. Còn ai mà không có nhu cầu loa, có nhu cầu đĩa CD thì có thể vào danh sách Zalo các bạn nhé, mình sẽ gửi danh sách đĩa, không phải những đĩa này đâu, rất là nhiều đĩa luôn. Thì các bạn cứ chọn, mình nhắn các link danh sách thì các bạn chọn ra. Còn bây giờ là mình sẽ test nhạc thôi. Tình thương hay ngỏ trường tan về.
Nỗi nắng cả năm đời, mỗi tình thời xa anh.